Hi, xin chào các bạn, cùng trở lại với kênh của Hiếu Nguyễn Fish và mình là Mr. Fish. Ok, xin chào các bạn, thì hôm nay là một cái ngày rất là tuyệt vời, rất là đẹp trời các bạn ha. Và hôm nay thì mình vừa mới chuyển hồ xong cho các em cá rồng thanh long của mình các bạn. Đó, rất là đã các bạn ha. Hôm trước thì nó nằm ở trong cái hồ cá cộng đồng ở dưới này, hồ dưới này nè. Đó. Đó, tuy nhiên thì thấy đánh nhau ghê quá, nó không có được đẹp, cho nên là mình cho nó vào cái hồ riêng để mình dưỡng cho nó, để mình chơi tết luôn. Cái hồ ngày hôm trước thì mình bị sự cố với con huyết các bạn. Thì sắp tới thì mình sẽ có một cái dự án mới với đối với một em huyết mới, tuy nhiên thì bây giờ cái hồ trống quá, nên là mình để em này vô ngắm đỡ. Ok, thì hôm nay thì mình không có nói chủ đề về thanh long ha. Chủ đề này thì cũng bây giờ thì ít anh em nào chơi lắm đó, cho nên là mình sẽ nói một cái chủ đề khác, đó là nhìn cá rồng á, thì có chơi được thủy sinh với biotop không? Cái này thì rất là nhiều anh em hỏi ha. Rất là thích là một cái hồ mà có rất là nhiều cây cảnh, lũa đá đâu ha, nhìn hoành tráng ha, thì cá rồng nó bơi nhìn nó rất là đã ha. Thì hôm nay thì mình sẽ nói về cái chủ đề đó, để xem cá rồng chúng ta có thích hợp với thủy sinh với biotop không nha. Ok, chúng ta sẽ vào chủ đề thôi, let's go. Ok các bạn, thì trước tiên vào chủ đề này thì chúng ta sẽ tìm hiểu sơ về thủy sinh và biotop ha các bạn ha. Thì thủy sinh là cái gì? Thủy sinh là một cái hồ mà ở trong đó thì các bạn nghĩ đơn giản thôi, là sẽ có phân nền nè, sỏi nè, có thể là có thêm lũa nè, rồi đa số sẽ là thêm các loại cây thủy sinh đó. Thì chiếm đa số sẽ là cây thủy sinh đó, thì nó sẽ tạo nên những cái màu sắc rất là đẹp ở trong cái hồ. Nếu mà một cái hồ như vậy mà các bạn, nhiều bạn ước mơ là nếu mà chúng ta thả cá rồng vô thì nhìn rất là đẹp ha. Rồi tiếp theo là cái hồ biotop là cái hồ gì? Cái hồ biotop là cái hồ các bạn hình dung là người ta sẽ mô phỏng lại một cái khúc sông, một cái đoạn sông suối nào đó, hoặc là một cái không cảnh nào đó để tạo nên cái hồ. Thì thường cái hồ mà biotop thì người ta sẽ sử dụng đa số sẽ là đá nè, lũa nè và một ít cây thủy sinh. Đa số sẽ là đá, lũa, một ít cây thủy sinh. Nó khác với cái hồ thủy sinh ha. Hồ thủy sinh thì đa số sẽ là phân nền, rồi lũa và cây thủy sinh, nhiều nhất sẽ là cây thủy sinh. Nó tạo nên cái nền cây rất là đẹp ở trong hồ. Còn cái biotop thì nó liên quan nhiều cái cảnh, một cái khúc sông, một cái đáy sông nào đó. Giống như nó tái hiện lại cái môi trường thiên nhiên các bạn, rất là đẹp ha. Thì các bạn nào mà chúng ta đam mê cái này thì chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn. Tuy nhiên thì ở clip này thì mình chỉ giới thiệu sơ như vậy thôi, tại vì mình cũng không có chuyên cái này. Mình không có chuyên thủy sinh với biotop, nên mình chỉ dựa vào những kiến thức mà mình biết thôi để mình giới thiệu các bạn thôi. Và như vậy thì cái chủ đề ngày hôm nay chúng ta đi vào sâu á, là đối với cá rồng này á, thì có phù hợp với hai cái hồ đó hay không. Thì đầu tiên á, thì chúng ta sẽ nhận định cá rồng là một cái loài cá rất là lớn, cá săn mồi các bạn ha. Và các bạn có thể thấy là chúng ta cần, bình thường là chúng ta đã cần một cái hồ rất là lớn để cho cá chúng ta bơi lội rồi. Do đó nếu mà chúng ta set up thêm cái phần đá lũa kiểu của biotop hay là thủy sinh, thì chúng ta sẽ, đầu tiên chúng ta sẽ cần đó chính là một cái hồ lớn hơn nữa, rất lớn nha các bạn. Một cái hồ tối thiểu như thế này thì chỉ vừa đủ cá rồng thôi. Nếu mà chúng ta thêm cái phần không gian đó vào thì chúng ta phải thêm cái phần diện tích để cho cá rồng chúng ta nó có cái khoảng không gian đủ để nó bơi. Và cái thứ hai nữa là cái hồ phải cao các bạn, nó phải có cái chiều cao. Nếu mà chiều cao thấp quá thì các bạn thấy là cá rồng nó đang bơi cái khoảng cách này, thì cái phần bố trí lũa đá biotop hay là cây thủy sinh nó phải nằm ở phía dưới.
đó, thì cái hồ nó phải có cái chiều cao hơn đó, để cho cá chúng ta nó có cái khoảng không ở phía trên để nó bơi lội. Chứ nếu mà cái hồ chúng ta nó thấp quá và nó nhỏ quá thì cá chúng ta nó sẽ không có cái không gian để nó bơi lội đó. Đó là một cái điểm mà các bạn phải lưu ý ha. Và cái thứ hai nữa là hả, các bạn sẽ thấy một cái sự đối với thủy sinh thì các bạn sẽ thấy một cái sự đối nghịch đối với cá rồng. Tại vì thường các bạn thấy là ở trong cái môi trường thủy sinh đó, thì chúng ta quan trọng nhất là cây xanh đó, thì mà cây xanh thì chúng ta phải bón phân nè, phải đưa CO2 vào nè. Nhưng mà hả, đối với cá rồng mà chúng ta mà bón phân nè rồi đưa CO2 vào thì có vẻ như nó sẽ là hơi nghịch đối với cá rồng một chút xíu, và cũng ảnh hưởng rất là nhiều đối với cái cuộc sống của nó ha. Cho nên các bạn thấy là không phải cái loài cá nào chúng ta cũng nuôi thủy sinh được ha. Đó, các bạn nào mình chuyên về thủy sinh thì các bạn sẽ biết là sẽ có một số loài để nuôi thủy sinh đó, thì nó phù hợp với cái môi trường của thủy sinh. Còn đối với cá rồng là cái cá rất là lớn, là nó cần rất là nhiều oxy, cần rất là nhiều không gian để sinh hoạt săn mồi đó. Và nếu chúng ta mà giờ thả phân vô để cho phân nó tốt, cái thứ hai nữa là cho cây nó tốt, cái thứ hai nữa là chúng ta bổ sung CO2 vô nữa đó, thì cái hồ chúng ta nó sẽ không phù hợp với cá rồng. Cũng được các bạn nha. Đó, thì trên thế giới thì có rất là nhiều anh em chơi thủy sinh kết hợp với cá rồng, chơi biotop cũng vậy luôn. Đó, biotop thì chúng ta phải, khi mà chúng ta đưa lũa, đưa đá vật liệu vào thì chúng ta phải kiểm soát được cái chất lượng nước ở trong. Nên cả cái hệ lọc chúng ta đều phải kiểm soát rất là kỹ lưỡng và chuẩn xác. Nếu không thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cá rồng chúng ta. Thì ở đây các bạn thấy là chúng ta nuôi cái hồ bình thường như thế này thôi là với cá rồng cho nó sung khỏe là đã rất là khó rồi. Đó, mà hả, bây giờ chúng ta lại thêm một cái phần khó nữa. Thật sự mình nói là cái thủy sinh và cái biotop là cái mảng nữa. Cái mảng chơi cũng rất là khó. À, mỗi cái sẽ có một cái khó riêng đó, cho nên là nếu mà các bạn mà tham lam quá, mình nói là cái này ha, thích quá, tham lam quá thì nó sẽ rất là mệt ha. Anh em nào mà chúng ta có trình độ VIP slip thì chúng ta sẽ kết hợp chơi cái này. Thì tuy nhiên chúng ta sẽ lưu ý ha, lưu ý là thứ nhất là cái không gian hồ phải lớn ha, tại vì cá rồng chúng ta nó lớn, nó săn mồi các bạn. Nếu mà chúng ta để cây thủy sinh và vật liệu trong này nè, lũa đá rồi nó sẽ rất dễ, khi mà nó săn mồi rất là dễ va chạm và gây tổn thương cho cá rồng. Đó, thành ra là cái hồ chúng ta phải lớn và có chiều cao cao để cá rồng chúng ta nó có cái khoảng không gian ở trên rộng rãi để nó bơi lội. Đó, còn ở dưới này chúng ta có thể là bố trí những cái không gian lũa hay thủy sinh, đá sỏi mà chúng ta thích. Đó ha. Đó. Đó thì nó có hai vấn đề vậy thôi các bạn. Thứ nhất là cái không gian nè để cá bơi lội. Cái thứ hai đó chính là cái cách quản lý nước ở trong rất là khó. Đó, cho nên là các bạn biết là khi mà chúng ta nuôi cá rồng, một là sung khỏe, phát triển body, phát triển màu sắc là đã rất cực mà bây giờ chúng ta lại đưa vào thêm một cái nữa thì chúng ta sẽ cực hơn nữa. Đó, nó đòi hỏi chúng ta có một cái trình độ kiến thức nhất định rất, có thể nói là rất là cao ha. Đó, thì mình có thấy là rất là nhiều anh em chơi cái này rồi. Tuy nhiên thì khi mà chơi thời gian dài thì anh em sẽ cảm thấy là rất là mệt mỏi. Rất là mệt mỏi ha. Bởi vì chúng ta là, các bạn biết là nuôi thủy sinh rất là cực. Nó có vấn đề là rêu này kia rồi. Rồi hả, vấn đề rồi cải tạo cây ở bên trong nó rất là nhiều vấn đề. Đó, mà chúng ta lại thêm cái vấn đề của cá rồng nữa. Đó, thì nó rất là khó. Và có một số anh em chúng ta hồi đó cũng chơi nhưng mà sau này chúng ta cũng bỏ cuộc đó, tại vì nó cực quá. Anh em có kiến thức nhưng mà người ta chơi lâu dài ta thấy cực quá đó. Thật ra một cái thú chơi nó đã là rất là tốt rồi đó, rất là đã rồi. Tuy nhiên mà nếu mà chúng ta đưa vào cả hai thì chúng ta tự tạo cái khó cho mình ha. Thật ra là cái nào anh em mà đam mê thì chúng ta có thể chơi một cái hồ thủy sinh riêng, cái hồ biotop riêng đó. Rồi còn cá rồng thì chúng ta cũng chỉ nên nuôi đơn giản nha thôi các bạn, để chúng ta dễ quản lý về nấm bệnh và chúng ta có điều kiện tốt nhất để cho con cá rồng nó phát triển về màu, về body. Chúng ta sẽ tập trung focus chỉ có riêng cá rồng thôi. Còn nếu mà chúng ta đam mê về biotop hay là đam mê về thủy sinh
chúng ta sẽ làm cái hồ kế bên đây. Đó, như vậy thì nó sẽ khỏe hơn cho chúng ta rất là nhiều, và nó cũng không có phải là đặt nặng chúng ta về cái vấn đề áp lực. Đó. Ok, chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì một cái chia sẻ, một cái quan điểm, thì mỗi người sẽ có một cái cách chơi. Có thể nhiều anh em sẽ nói là ừ hả, tôi chơi được mà, chứ có gì đâu mà khó. Tuy nhiên thì đối với mình thì mình thấy cái đó là khó, nên là mình cũng chia sẻ các bạn luôn. Các bạn nào mà chúng ta có ý định chơi cái này thì chúng ta có thể là tham khảo thêm các người đã chơi trước ha. Đó, thì chúng ta có thêm cái kinh nghiệm để chúng ta chơi. Ok, clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã dành thời gian theo dõi, và cũng như là trong thời gian qua đã ủng hộ kênh của mình. Đó, mình rất là mong là anh em có thể là có những quan điểm là chúng ta sẽ comment trực tiếp ở bên dưới, để chúng ta có thể thảo luận về những cái vấn đề liên quan tới cá rồng, cái vấn đề về nuôi cá cảnh, cá săn mồi, vân vân, thì chúng ta sẽ tiếp tục để nhân rộng cái sân chơi của chúng ta lên. Ok, thì năm mới thì cũng sắp tới rồi, sắp tới Tết rồi, thì cũng chúc anh em thật là nhiều sức khỏe, và chúng ta trong cái tuần này và tuần sau chúng ta sẽ lãnh lương, lãnh thưởng Tết thật là nhiều ha. Ok, xin chào anh em và hẹn gặp lại ở những clip sau. Bye bye.